cả nhà cùng vui khi các bé trai thể hiện mình là một người đội trưởng mạnh mẽ và thông minh. Bà con sẽ đoán được 7 lời bút luôn. Bà con sẽ đoán được 8 lời bút. Sự căng thẳng hồi hộp từ phía ba mẹ. Con nghĩ ba mẹ sẽ làm được, cố lên. Đớp đớp. Trời ơi, hồi hộp quá. Và những lời động viên của các bé tiếp thêm năng lượng để ba mẹ vượt qua và thực hiện thử thách. Cho nên là con hãy động viên ba mẹ tự tin cố gắng nè. Dạ, ba mẹ ơi, cố gắng lên, lần này nhất định phải thắng. Đó. Gia đình nào sẽ ghi được nhiều điểm số nhất để bước vào vòng đặc biệt? Tất cả sẽ được bật mí trong tập 48 Cả nhà cùng vui, được phát sóng vào lúc 17 giờ thứ Bảy ngày 24 tháng 4 năm 2021 trên kênh truyền hình Vlog 1.